Xin kính chào quý vị khán giả. Bảo Trân rất hân hạnh được đồng hành và gửi tới quý vị những thông tin cập nhật trên kênh YouTube của Báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh. Nội dung chi tiết sẽ được gửi tới quý vị và các bạn ngay sau đây. Áp thấp đã vào Biển Đông. Trước diễn biến rất phức tạp của áp thấp nhiệt đới và có khả năng mạnh lên thành bão, Thủ tướng đã có công điện gửi các địa phương, bộ, ngành yêu cầu chủ động ứng phó. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, vào lúc 13 giờ ngày 17 tháng 9, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 16,8 độ Vĩ Bắc, 119 độ Kinh Đông trên vùng biển phía đông khu vực Bắc Biển Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 820 km về phía đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 7, tương đương 50-61 km/h, giật cấp 9, di chuyển chủ yếu theo hướng Tây với tốc độ khoảng 25 km/h. Dự báo trong 24-48 giờ tới, áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão, cường độ cấp 8, cấp 9, giật cấp 10-11. Theo đó, dự báo khoảng 13 giờ ngày 18 tháng 9, vị trí tâm áp thấp ở vào khoảng 16,4 độ Vĩ Bắc, 113,8 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 240 km về phía đông. Áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Tây Nam, mỗi giờ đi được khoảng 20-25 km và có khả năng mạnh lên thành bão. Đến 13 giờ ngày 19 tháng 9, áp thấp di chuyển theo hướng Tây, mỗi giờ đi được khoảng 20-25 km, vị trí tâm áp thấp 16,6 độ Vĩ Bắc, 110 độ Kinh Đông, cách đất liền các tỉnh Quảng Bình đến Đà Nẵng, khoảng 250 km về phía Đông Đông Nam. Trong 48-72 giờ tiếp theo, bão có khả năng đổi hướng di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 10 km. Thủ tướng ra công điện khẩn về ứng phó bão số 4 đang hình thành ở Biển Đông. Để chủ động ứng phó áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão, đặc biệt là nguy cơ mưa lớn, ngập lụt, sạt lở đất, lũ ống, lũ quét có thể xảy ra. Ngay trong ngày 17 tháng 9, Thủ tướng đã có công điện gửi lãnh đạo 17 địa phương và các bộ ngành liên quan. Các địa phương gồm Quảng Ninh, Hải Phòng, Thái Bình, Nam Định, Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa và các bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Tài nguyên và Môi trường, Giao thông Vận tải, Công thương, Quốc phòng, Công an. Nội dung công điện nêu rõ. Theo bản tin của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, sáng 17 tháng 9, áp thấp nhiệt đới đã vượt qua đảo Luzon, Philippines, vào vùng biển phía đông khu vực Bắc Biển Đông. Hồi 10 giờ sáng, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 16,9 độ Vĩ Bắc, 119,9 độ Kinh Đông, sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 7, giật cấp 9. Dự báo áp thấp nhiệt đới sẽ di chuyển theo hướng Tây với tốc độ 20 km/h về hướng quần đảo Hoàng Sa và có khả năng mạnh lên thành bão trong 24 giờ tới. Bão có thể ảnh hưởng trực tiếp đến vùng biển và đất liền nước ta, gây gió giật mạnh, mưa lớn ở khu vực Trung Trung Bộ và Bắc Trung Bộ trong những ngày tới. Diễn biến của áp thấp nhiệt đới này còn rất phức tạp, dự báo có thể thay đổi cả về cấp độ gió, tốc độ di chuyển và hướng di chuyển. Thủ tướng yêu cầu Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường chỉ đạo các cơ quan dự báo khí tượng thủy văn tiếp tục tổ chức theo dõi chặt chẽ, dự báo cung cấp thông tin đầy đủ kịp thời về diễn biến của áp thấp nhiệt đới cho cơ quan chức năng và người dân biết để chủ động triển khai công tác ứng phó. Lãnh đạo các bộ địa phương yêu cầu tập trung triển khai ngay các biện pháp bảo đảm an toàn cho tàu thuyền, phương tiện và các hoạt động trên biển, ven biển, đồng thời rà soát hoàn thiện kịch bản ứng phó với áp thấp nhiệt đới, bão, ngập lụt, sạt lở đất, lũ ống, lũ quét, tập trung bảo đảm an toàn tính mạng, hạn chế thiệt hại về tài sản của nhân dân, vận hành khoa học, bảo đảm an toàn hồ đập thủy điện, thủy lợi. Song song đó là chủ động bố trí lực lượng, vật tư, phương tiện, nhất là tại các địa phương dự kiến chịu ảnh hưởng trực tiếp của bão, mưa lũ, địa bàn trọng điểm để sẵn sàng triển khai ứng phó áp thấp nhiệt đới, bão, mưa lũ, cứu hộ, cứu nạn khi có yêu cầu. Thủ tướng giao Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tổ chức trực ban 24/7, theo dõi chặt chẽ tình hình, chủ động chỉ đạo đôn đốc các địa phương, triển khai công tác ứng phó phù hợp với diễn biến thiên tai thực tế. Trước đó vào chiều 16 tháng 9, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho hay, khi đi vào Biển Đông, áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão và hướng về quần đảo Hoàng Sa. Ngoài ra, điều kiện hiện tại và tương lai cho thấy, đường đi của áp thấp nhiệt đới và sau này có thể là cơn bão số 4 sẽ rất phức tạp so với cơn bão Yagi. Đại diện Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia đưa ra hai kịch bản cho cơn áp thấp nhiệt đới bão này. Kịch bản 1, khi mạnh lên thành bão sẽ di chuyển thẳng vào Trung Trung Bộ. Kịch bản 2, sau khi mạnh lên thành bão sẽ đổi hướng sang Tây Tây Bắc, ảnh hưởng trực tiếp đến khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. Dự báo nếu theo kịch bản này, bão số 4 sẽ ảnh hưởng đến đất liền vào cuối tuần này. Các tỉnh ven biển nín thở, dõi theo cơn bão số 4 đang hình thành ở Biển Đông. Áp thấp nhiệt đới đang khuấy động Biển Đông với diễn biến khó lường và có nguy cơ mạnh lên thành cơn bão nguy hiểm.
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, vào khoảng 13 giờ ngày 18 tháng 9, áp thấp nhiệt đới dự kiến sẽ chuyển thành bão với cường độ mạnh mẽ, khi nó tiếp tục di chuyển theo hướng Tây-Tây Nam với tốc độ từ 20 đến 25 km/h. Vào lúc 13 giờ ngày 17 tháng 9, tâm áp thấp nhiệt đới đang nằm trên vùng biển phía đông bắc Biển Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 820 km về phía đông, với sức gió mạnh nhất đạt cấp 7, 50 đến 61 km/h và giật cấp 9. Áp thấp nhiệt đới đang di chuyển chủ yếu theo hướng Tây với tốc độ khoảng 25 km/h. Tuy nhiên, dự báo cho thấy trong vòng 24 đến 48 giờ tới, áp thấp này sẽ mạnh lên thành bão với cường độ cấp 8, cấp 9 và giật cấp 10, cấp 11. Đến khoảng 13 giờ ngày 18 tháng 9, khi áp thấp nhiệt đới chuyển thành bão, tâm bão sẽ nằm cách Hoàng Sa khoảng 240 km về phía đông. Lúc này, sức gió gần tâm bão sẽ đạt cấp 8, với gió giật lên tới cấp 10. Độ rủi ro thiên tai sẽ được đánh giá ở cấp 3. Từ ngày 19 tháng 9, bão dự kiến sẽ đổi hướng di chuyển về phía Tây với tốc độ 15 đến 20 km/h và tâm bão sẽ cách đất liền các tỉnh từ Quảng Bình đến Đà Nẵng khoảng 250 km về phía đông đông nam. Sức gió gần tâm bão có thể đạt cấp 8, cấp 9 với gió giật lên tới cấp 11 và độ rủi ro thiên tai vẫn ở mức cấp 3. Trong 48 đến 72 giờ tới, bão có khả năng chuyển hướng theo Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 10 km/h. Do ảnh hưởng của bão, gió mạnh cấp 6, cấp 7 sẽ bao phủ khu vực Bắc Biển Đông, trong khi vùng gần tâm bão sẽ có gió mạnh cấp 8, 62 đến 74 km/h và giật cấp 10, 89 đến 102 km/h. Biển động mạnh với sóng biển cao từ 2 đến 4 m và vùng gần tâm bão sóng có thể tới 3 đến 5 m. Tàu thuyền hoạt động trong các vùng biển nguy hiểm sẽ phải đối mặt với gió mạnh và sóng lớn. Vì vậy, các biện pháp phòng tránh cần được thực hiện khẩn cấp. Miền Trung chuẩn bị ứng phó với nguy cơ bão số 4 đổ bộ. Miền Trung đang đối mặt với tình huống khẩn cấp khi áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông có nguy cơ mạnh lên thành bão số 4. Ngày 17 tháng 9, các địa phương từ Quảng Nam đến Bình Định đã bước vào trạng thái chuẩn bị cao nhất, sẵn sàng ứng phó với những diễn biến khó lường của thiên tai. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, vào lúc 1 giờ sáng ngày 17 tháng 9, tâm áp thấp nhiệt đới đang nằm trên đất liền phía đông đảo Luzon, Philippines, với sức gió mạnh nhất đạt cấp 7, 50 đến 60 km/h và giật cấp 9. Di chuyển chủ yếu theo hướng Tây với tốc độ 15 km/h, áp thấp nhiệt đới sẽ tiếp tục hướng về phía Biển Đông. Dự báo cho thấy vào khoảng 1 giờ sáng ngày 18 tháng 9, áp thấp nhiệt đới sẽ chuyển thành bão số 4 với cường độ cấp 8 và gió giật cấp 10, cách Hoàng Sa khoảng 420 km về phía đông. Bão sẽ di chuyển theo hướng Tây-Tây Nam với tốc độ khoảng 25 km/h, tạo ra tình hình cực kỳ nguy hiểm với nguy cơ thiên tai cấp 3. Sang ngày 19 tháng 9, bão tiếp tục di chuyển theo hướng Tây-Tây Nam với tốc độ 15-20 km/h và sức gió mạnh nhất có thể đạt cấp 9 với gió giật cấp 11. Đến lúc này, bão sẽ nằm trên khu vực Hoàng Sa và nguy cơ thiên tai vẫn ở cấp 3. Trong vòng 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão có thể thay đổi hướng di chuyển về phía Tây Tây Bắc với tốc độ 10 đến 15 km/h. Để đối phó với tình hình nguy hiểm này, Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Nam đã ngay lập tức phát động công điện khẩn, yêu cầu các cơ quan ban ngành rà soát và triển khai phương án phòng chống thiên tai cấp độ cao. Các lực lượng đã được huy động để kiểm soát phương tiện ra khơi, thông báo cho chủ tàu thuyền và sẵn sàng các phương tiện cứu hộ khi cần thiết. Tại Quảng Ngãi, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã chỉ đạo các huyện chuẩn bị sẵn sàng các biện pháp phòng chống lũ lụt và sạt lở đất. Các khu vực có nguy cơ cao như Hoài Ân, An Lão, Vĩnh Thạnh và các vùng núi xung quanh thành phố Quy Nhơn đang được theo dõi sát sao, với các phương án di dời và sơ tán dân cư đã được chuẩn bị từ trước. Bình Định cũng không đứng ngoài cuộc, tỉnh đã cập nhật thông tin từ hơn 403.460 hộ dân, với hơn 281.000 người thuộc nhóm dễ bị tổn thương. Các khu vực nhạy cảm như vùng núi và ven sông đang được theo dõi đặc biệt để ngăn chặn sạt lở đất và lũ quét. Trên toàn khu vực, các lực lượng cứu hộ và biên phòng đã được điều động 24 trên 24 giờ để theo dõi tình hình, đảm bảo an toàn cho ngư dân và cộng đồng, đồng thời chuẩn bị ứng phó nhanh chóng với các tình huống thiên tai có thể xảy ra. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình của chúng tôi. Bảo Trân rất mong nhận được sự quan tâm và đồng hành của quý vị khán giả dành cho các chương trình trên kênh YouTube Báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh.
đừng quên nhấn chuông theo dõi và đồng hành cùng chúng tôi để không bỏ lỡ bất kỳ thông tin cập nhật nào. Xin chào và hẹn gặp lại!